365 ngày cùng các thánh học trường Giê-xu. Ngày thứ 312. Lời Chúa Giê-xu trong Tin Mừng Luca chương 9 câu 61 tới câu 62. Một người khác nữa lại nói: Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giê-xu bảo: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Lời Thánh Francisco Assisi: Chúng ta không nên khôn ngoan và khéo léo theo kiểu người đời, nhưng đúng hơn phải đơn sơ, khiêm tốn và trong sạch. Đừng bao giờ muốn mình hơn người khác, nhưng đúng hơn, vì Thiên Chúa, chúng ta phải là những tôi tớ phục vụ mọi người. Hết thảy những ai làm như vậy và kiên nhẫn đến cùng, thì thần khí Chúa sẽ ngự trên họ và cư ngụ trong họ. Họ sẽ là con cái Cha trên trời vì thi hành công việc của Người. Họ là bạn đời, là anh em, là những người mẹ của Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta. Học với Chúa Giê-xu. Nghe lời Chúa Giê-xu dạy hôm nay, thoạt đầu ta cảm thấy có vẻ như Chúa Giê-xu khó khăn quá. Chỉ có việc nói lời từ biệt cha mẹ trước khi đi theo Ngài mà cũng không được, thì thử hỏi còn ai muốn theo Ngài. Ngày hôm nay, những người muốn đi tu trở thành linh mục cũng sắp xếp tất cả mọi sự lo chu toàn cho cha mẹ rồi mới lên đường ra đi. Vậy thì tại sao Chúa Giê-xu lại từ chối một người chỉ nói lời từ giã cha mẹ trước khi theo Ngài? Thật ra, nói lời từ giã cha mẹ là một cái cớ để khước từ lời mời gọi của Chúa Giê-xu. Hơn thế nữa, anh này muốn bắt cá hai tay, vừa đi theo Chúa mà còn vừa lo cho phần xác của gia đình. Như vậy là anh ta có tính toán trong việc đi theo Chúa và chưa sẵn sàng bỏ mọi sự để theo Ngài. Chúa Giê-xu đòi hỏi người môn đệ bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Ngài đòi hỏi một cách quyết liệt. Không có chuyện theo Chúa nửa vời, không có kiểu đi hàng hai hay chân trong chân ngoài. Một là mình bỏ mọi sự đi theo Chúa, hai là mình không theo Ngài. Bạn và tôi thì sao? Khi nghe lời mời gọi của Chúa Giê-xu, mình có sẵn sàng bỏ tất cả đi theo Ngài không? Hay là mình bị những lời mời gọi xung quanh quyến rũ mình? Có bao giờ mình rơi vào trường hợp muốn theo Ngài, nhưng cũng không muốn bỏ những tiếng gọi khác? Hoặc là cũng viện cớ tìm lý do này hay lý do nọ để từ chối Ngài? Hay là mình cũng có những tính toán tìm tư lợi cho riêng mình trên con đường đi theo Chúa Giê-xu? Theo Chúa Giê-xu là mang thập giá mà theo Ngài, chấp nhận những khó khăn, gian khổ
khi bước theo Ngài. Đôi khi theo Chúa có thể mất tất cả, từ thời giờ, tiền bạc và ngay cả mất đi mối quan hệ mật thiết với những người thân cận như bạn bè, cha mẹ, con cái ở đời này. Bước theo Ngài là đi trên con đường hẹp, là không tính toán thua thiệt. Bước theo Ngài là phục vụ trong tình yêu đơn sơ, khiêm tốn và trong sạch. Nói như lời của Thánh Francisco Assisi, chúng ta không nên khôn ngoan và khéo léo theo kiểu người đời, nhưng đúng hơn phải đơn sơ, khiêm tốn và trong sạch. Đừng bao giờ muốn mình hơn người khác, nhưng đúng hơn vì Thiên Chúa, chúng ta phải là những tôi tớ phục vụ mọi người. Thiên Chúa ban cho bạn và tôi sự tự do lựa chọn. Hôm nay, Chúa mời bạn cùng tôi làm một quyết định. Đó là theo Ngài hay không theo Ngài. Nếu bạn và tôi chọn theo Ngài, thì điều gì mình cần phải bỏ để có thể một lòng, một ý với Ngài, cùng nhau xây dựng nước Thiên Chúa? Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Francisco Assisi, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giêsu. Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi dành thêm 30 phút cầu nguyện trong thinh lặng, xem mình cần phải bỏ điều gì để đời sống tâm linh của mình mỗi ngày tiến triển hơn. Chẳng đáng, nhưng Chúa vẫn thương chọn chính con trong tình yêu. Tình Chúa yêu con thật nhiều, dù biết con chẳng là gì, Ngài vẫn yêu thương bao bọc trong Ngài luôn mãi. Ngài hỡi con xin từ đây nguyện bước theo chân Ngài luôn và sống muôn đời cho trọn theo lời phúc ân. Tựa như nụ hoa bé nhỏ, mộng giòn đơn sơ hèn yếu, ôi Chúa hỡi sao Ngài vẫn thương con, để con liên kết với Ngài, chọn tình yêu trong thầm xa. Trong Giêsu con nguyện mãi nên như lệ rơi. Tình Chúa yêu con thật nhiều, dù biết con chẳng là gì, Ngài vẫn yêu thương bao bọc trong Ngài luôn mãi. Ngài hỡi con xin từ đây
nguyện ước theo chân Ngài luôn và sống muôn đời cho trọn theo lời phúc âm. Nguyện hiến thân trinh đời mình cho cả đời.